Insta360 ONE+S phiên bản Twin Edition đã có tại cửa hàng Tokyo Camera. Và đây là một chiếc action cam, phải nói là phiên bản cải tiến phiên bản Insta360 ONE+S. Để xem em nó sẽ có những cải tiến gì, vậy thì hãy cùng channel Tokyo Camera đi đập hộp và chia sẻ nhanh chiếc Insta360 ONE+S này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Và như anh em thấy thì em nó vẫn còn nguyên siêu ni lông ở đây, vẫn còn nguyên bọc, nguyên đai, nguyên kiện. Mình sẽ rạch em nó ra. Khoan hãy nói về cái chiếc action cam của chúng ta. Mình sẽ đi qua một chút các ưu điểm của nó trên đấy trước đã. Đầu tiên thì em nó sẽ có một cái module camera 360 và em nó có độ phân giải lên tới là 5.7K ở cái góc rất là rộng 360 độ. Ngoài thì anh em sẽ có một chiếc camera 4K góc siêu rộng nữa, năm nay cải tiến hơn lên tới là 48 megapixel. Ngoài ra thì với chiếc camera 360 độ này, em nó sẽ cho chúng ta khả năng khóa góc để anh em có thể quay ở bất kỳ góc độ nào mà anh em muốn này, hay là vân vân, rất là nhiều các chế độ khác. À, nó sẽ có cả chống nước 5m, ở độ sâu 5m, và không cần thiết phải lắp cái vỏ bảo vệ chống nước vào anh em nhé. Tất nhiên là cái phiên bản năm nay cải tiến hơn ở đây đấy chính là em nó sẽ có HDR anh em ạ, cho màu sắc đẹp hơn, High Dynamic Range, có khả năng Auto Edit, tức là nó sẽ tự động edit video chúng ta luôn, và nó sẽ có cả Webcam Mode nữa. Với webcam mode này thì nó sẽ biến cái chiếc máy quay của chúng ta thành một chiếc webcam luôn anh em ạ. Thì cái việc sử dụng của nó vẫn rất là giống với cả phiên bản Insta360 ONE+S của năm ngoái mà thôi, phiên bản RS này, thì anh em sẽ có một cái sự khác biệt nhỏ, đây là cái cụm camera 4K nó sẽ nhô lên một chút. Và đây là cái cụm camera đặc biệt của năm nay này anh em này. Anh em sẽ lắp vào như kiểu dạng Lego như này. Nhưng mà nếu mà chỉ lắp không như này thì vẫn chưa vận hành được, bởi vì em nó sẽ không giống với cả những chiếc DJI Osmo Action đúng không nào, mà trên phiên bản này anh em sẽ cần phải thêm một cái đốc pin như thế này nữa để gắn vào. Nó khá là mỏng mà thôi, đây chỉ cần gắn nó vào lẫy và ấn vào như vậy là xong đó. Mình đã lắp xong thành công cái đốc pin của nó và bây giờ mình có thể bật nó lên và sử dụng ngay lập tức đó. Rồi, đã phát ra âm thanh xác nhận rằng là đã bật máy được rồi, active luôn cho anh em nhỉ. Ok, nó bắt chúng ta phải connect qua app. Thì để mà sử dụng cái chiếc action cam này để có thể xem được hình ảnh live view, cũng như là có thể chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh hay là copy file qua đây, anh em sẽ sử dụng cái phần mềm có tên là Insta360 Go 2 hoặc là One X2RX, các thứ đây này. Đấy, phần mềm đây. Anh em mình sẽ gắn link của cái phần mềm này phía bên dưới phần mô tả của video cho anh em có thể dễ dàng tải về nhé. Tạm thời để em máy sang một bên đã, như là một cái module camera 360 độ anh em có thể dễ dàng tháo lắp này. Đấy. Ngoài ra thì trong hộp đầu tiên anh em sẽ có một cái sợi cáp sạc A2C. Tiếp theo nữa, sách hướng dẫn sử dụng và một cái vỏ bảo vệ, cũng như là một cái vỏ bảo vệ camera 360 độ. Mình rất là thích cái này, sờ lên rất là mềm và mịn, cũng như là chụp vào cái camera này thì rất là tiện luôn. Anh em sẽ không cần thiết phải tháo ra và cất riêng đi nữa, chỉ cần lắp vào như này là xong. Đó, chỉ cần như thế thôi là chúng ta có thể bảo vệ chiếc camera 360 độ rồi. Ngoài ra thì em nó cũng sẽ có thêm cho chúng ta một số các cái ốc vít như này để có thể lắp cái vỏ bảo vệ này lên mũ hay là lên bất kỳ cái thứ gì đó, bất kỳ một cái phụ kiện nào của GoPro thì em nó đều cho chúng ta sử dụng được anh em nhé. Phải nói là bây giờ GoPro đã đi trước rất là xa rồi và chúng ta bây giờ chỉ cần sử dụng lại những gì mà họ để lại cho chúng ta thôi là đã quá đủ rồi anh em ạ. Anh em sẽ có một cái vỏ bảo vệ như thế này, một nút bấm có thể bật nó lên và đút chiếc action cam của chúng ta vào, đóng lại, vậy là xong. Ngay lập tức có thể lắp lên mũ hay lên bất kỳ đâu để sử dụng rồi. Và ngoài ra thì trong hộp sẽ có thêm cho chúng ta là một cái miếng vải mịn như này để có thể lau cái ống kính 4K hoặc là ống kính 360 độ. Đấy là tất tần tật những cái phụ kiện cũng như là chúng ta đã vừa đập hộp xong cái chiếc Insta360 ONE+S này. Thì để mà mang lại một cái nhìn cụ thể nhất, một cái bài đánh giá cụ thể nhất, hẹn anh em trong clip tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài trải nghiệm, cũng như là test cái chất lượng hình ảnh, chất lượng, khả năng chống rung, thời lượng pin, mọi thứ ở trên chiếc Insta360 ONE+S này anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.